Mê chơi game thật sự đáng sợ đến cỡ nào. Cậu trai này vì không muốn bị làm phiền nên đã nhốt mình trong phòng 5 năm. 5 năm này, mẹ cậu ta chưa từng gặp cậu ta một lần, cũng chưa từng nói với nhau một câu, dù cho hai mẹ con chỉ cách nhau một cánh cửa. Mỗi ngày đến giờ cơm, mẹ cậu sẽ bưng cơm đặt trước cửa phòng. Nếu như người con có yêu cầu gì, sẽ viết giấy nhét ra khe cửa cho mẹ. Người mẹ tên là Nisa. 5 năm trước, đứa con trai tên Tom suốt ngày mê chơi game. Nisa vì muốn ngăn cấm con mình, bà xông vào phòng cậu rồi kéo dây điện ra, vồ vập lớn tiếng trách mắng cậu. Nhưng Tom lại rất bình tĩnh, trên tay cầm một con dao nhỏ, đặt trên cổ tay uy hiếp mẹ. Nisa tràn đầy sợ hãi, không dám nói thêm một câu, từng bước ra khỏi phòng, Tom đóng mạnh cửa lại. Hôm sau, cậu bé cứ khóa mình trong phòng suốt, từ đó không bước ra ngoài một bước, hai mẹ con cũng không gặp nhau nữa. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, đài truyền hình biết chuyện của Tom nên đã phái phóng viên đến hỏi thăm. Lúc này, anh phóng viên muốn hỏi thăm vài chuyện trước. Anh nói với Nisa, nếu như Tom tự kỷ lâu như vậy, không chỉ khó giao tiếp ngoài xã hội mà còn sinh ra vấn đề tâm lý. Nisa nghe xong vô cùng sợ hãi, bà không muốn con mình bị như vậy, thế là đồng ý để phóng viên tiếp xúc với Tom, nhưng trước hết phải nhận được sự đồng ý của Tom. Hai người đến trước cửa phòng Tom, trước cửa có khắc 4 chữ không được bước vào. Nisa thử gõ cửa. Anh này muốn phỏng vấn con. Con hứng thú không? Người con trong phòng không có phản ứng gì. Phóng viên thấy vậy bèn rút danh thiếp ra, nói rằng mình có thể thử lên mạng nói chuyện với Tom, sau đó nhét danh thiếp vào khe cửa. Ngay sau đó, đã có một tờ giấy được truyền ra khe cửa, bên trên dùng bút đỏ viết đừng làm phiền tôi. Nisa nhìn mấy chữ này cũng không biết làm gì, nhưng anh phóng viên không muốn bỏ cuộc như thế. Anh đã thử khuyên Tom qua cánh cửa, ai ngờ vừa dứt lời, khe cửa lại xuất hiện một ngón tay đã đứt. Ngoài ra còn một câu, nếu không đi tôi sẽ tự sát. Người mẹ nhìn thấy ngón tay đó thì khiếp sợ vô cùng. Bà biết con mình nói là sẽ làm, thế là điên cuồng đánh phóng viên, kêu anh ta mau rời khỏi đây. Hai người kéo qua kéo lại, Nisa không cẩn thận bị đẩy ngã xuống lầu. Phóng viên định đến đỡ người mẹ dậy, thì lúc này, đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra, có một bóng người từ từ bước tới, với khuôn mặt khiến phóng viên khiếp sợ. Cậu là ai? Bóng người không trả lời, mà nhanh chóng kéo phóng viên vào phòng, sau đó rút dao ra, tiếp theo đó là tiếng la hét, anh phóng viên đi lãnh cơm hộp. Bỗng trần nhà có một giọt máu nhỏ xuống khiến Nisa đang hôn mê tỉnh lại. Lúc này, cửa phòng Tom lại mở ra lần nữa. Một thanh niên yếu ớt cầm dao bước ra. Đó chính là con trai 5 năm chưa gặp của Nisa. Nisa mặc kệ sợ hãi. Cuối cùng con chịu rời khỏi phòng rồi sao? Bà vui mừng bước lên trên, tháo cái khăn trên đầu con mình ra. Tỉnh lại sau cơn ác mộng, tinh thần của Nisa không ổn định vì cảnh tượng trong mơ quá chân thực. Bà ra phòng khách để bình tĩnh lại. Lúc này, chuông cửa vang lên, cảnh sát nói nhận được báo án nên đến điều tra. Vừa vào phòng, cảnh sát đã nghe trên lầu có tiếng động. Thế là lên lầu kiểm tra, một cảnh sát khác hỏi Nisa, gần đây có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Đối mặt với câu hỏi, ánh mắt Nisa trốn tránh, bà nói, không có. Rõ ràng bà ta đang giấu điều gì đó, cảnh sát nghe xong cũng chỉ đành rời đi. Sau đó, Nisa ra ngoài mua thức ăn, vừa ra khỏi cửa, cô gái hàng xóm đột nhiên kêu bà lại. Từ nhỏ cô ta đã mắc chứng dị ứng, chỉ cần ra khỏi nhà sẽ bị ho, nên suốt ngày ở trong nhà. Cô mời Nisa vào phòng, hỏi Nisa về chuyện của Tom. Thì ra, cô là bạn từ nhỏ với Tom, hai người vô cùng thân thiết. Đến nay hai người đã 5 năm chưa gặp nhau, nhưng mỗi tối cô đều nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng Tom có bóng người đi đi lại lại. Nghe được lời của cô, sắc mặt Nisa đột nhiên thay đổi, bà nhớ đến thảm cảnh xảy ra 5 năm trước. Năm đó, bà và chồng thường xuyên cãi nhau, Tom thì rơi vào nghiện ngập chơi game, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, thành tích học tập ngày càng tuột dốc, hai vợ chồng lại không quan tâm điều đó. Hôm đó, đi ra lục túi của chồng thì phát hiện đồ lót của phụ nữ, rõ ràng chồng bà đã có người phụ nữ khác. Bà tìm chồng hỏi, nhưng ông chồng lại chẳng thèm chối, cũng không có chút hổ thẹn nào, còn lớn tiếng đòi ly hôn với Nisa. Trong lúc hai người cãi nhau, Nisa đã bị đẩy ngã ra đất. Bà điên này, tôi không thể sống với bà được nữa. Nhưng vào giây phút người chồng vừa xoay người lại, Nisa tay cầm súng, nhắm vào lưng ông ta. Bà không cần gì cả nhưng bắt buộc phải để con lại. Đến nay, chồng đã chết. Tuy con ở với bà, nhưng lâu nay hai mẹ con không nói chuyện với nhau được một câu. Nhớ lại những chuyện này, Nisa đau lòng rơi nước mắt. Mặt khác, ngay lúc này, cô bé hàng xóm đang cầm dao chuẩn bị tự sát. Vì bệnh của mình mà khiến mẹ cô mệt mỏi không thôi. Lúc nãy cô vừa phát hiện mẹ còn bị công ty sa thải. Cô không muốn làm khổ mẹ nữa. Thế là viết di thư, đổi bộ đồ đẹp nhất, mặt đầy sự tuyệt vọng cầm dao đặt lên cổ tay. Khi cô định ra tay thì bên ngoài bỗng có tiếng mèo kêu, cô liền nhìn xuống lầu thì phát hiện, chú mèo lang thang trước đây mình nhận nuôi đang chui vào nhà Nisa. Cô hơi lo lắng, thế là đặt dao xuống, cầm điện thoại lên chuẩn bị ra khỏi nhà tìm lại mèo. Nhưng lúc này Nisa không có ở nhà, cô bé chỉ đành trèo tường vào. Cô vừa vào được trong sân thì cửa phòng trước mặt đột nhiên mở ra, con mèo cũng liền chui vào trong ngay, cô liền vội vàng đuổi theo nó. Cuối cùng cũng bắt được nó trên cầu thang.
nhưng khi vừa định rời đi thì trên đầu bỗng phát ra tiếng gõ. Cô vừa ngẩng đầu nhìn thì đột nhiên một miếng ván lợp trần nhà rơi xuống. Nhìn vào lỗ hổng, cô tỏ ra vô cùng sợ hãi, bên trong có một cái xác người. Vừa đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân của Nisa, cô vội vàng trốn vào nhà vệ sinh. Chỉ thấy sau khi Nisa vào nhà, người chồng cũng theo sau. Lẽ nào năm đó chồng cô chưa chết? Nisa còn cho rằng mình gặp ma, bà sợ hãi lùi lại. Sau đó người chồng nói với bà, ông chưa chết, năm đó người chết là con của chúng ta, Tom. Người chết là con của chúng ta. Khi nào em mới chịu đối mặt với hiện thực đây? Thì ra năm đó, khi hai vợ chồng cãi nhau, Tom đang chơi game trên lầu. Khi Nisa giơ súng lên muốn giết chồng thì bị ông chồng phát hiện. Hai người đang giằng co nhau thì súng cướp cò, viên đạn bay xuyên qua trần nhà. Sau đó máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Hai vợ chồng dự cảm không lành vội vàng chạy lên lầu xem, phát hiện Tom đã ngã trong vũng máu, không còn thở nữa. Nisa không dám tin lời chồng mình nói. Nếu như năm đó con trai đã chết, vậy 5 năm qua, ai đang nhốt mình trong phòng đây? Vì để khiến Nisa chấp nhận sự thật, người chồng đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng cậu con trai ra. Bên trong là một mảng tối tăm, trước máy tính có một cái xác đang ngồi, ngón tay khô của cái xác vẫn đang di chuyển trên bàn phím. Nhìn thấy có người đi vào, cái xác bỗng đứng dậy. Lúc này Nisa lại không hề sợ hãi, vì cái xác trong mắt bà chính là Tom. Bà cho rằng hai mẹ con cuối cùng cũng đã đoàn tụ rồi. Vì để chồng không cướp Tom đi, đột nhiên Nisa từ đằng sau rút dao ra đâm vào cổ họng chồng mình. Người chồng xoay người sang rồi ngã xuống, đẩy theo Nisa xuống lầu. Cô bé hàng xóm trốn trong nhà vệ sinh thấy hết tất cả. Cô vô cùng sợ hãi, muốn nhanh chóng rời đi, không ngờ bị cái xác khô phát hiện. Trong lúc bất lực, cô chỉ đành chui vào trần nhà để trốn, nhưng cái xác khô lại đánh vỡ trần nhà, cô bé bị rơi xuống, cổ bị một sợi dây thừng buộc lấy, rất nhanh liền tắt thở, mà miếng ván trần nhà rơi xuống rớt thẳng vào người Nisa. Trước khi hôn mê, cái xác khô trong mắt bà dần dần biến mất. Thì ra, cái xác khô luôn là ảo tưởng của Nisa. Mấy ngày sau, Nisa tỉnh lại, nhưng tinh thần lại không thể bình thường như cũ. Lần này bà tự ảo tưởng mình là Tom, nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều nhét một tờ giấy ra khe cửa. Bộ phim kết thúc. Mình sẽ không nói đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật đâu nhé, các bạn yên tâm.